Vâng, em Đỗ xin mến chào toàn bác nhá. Và trong video buổi chiều ngày hôm nay thì bên em rất vui mừng lại tiếp tục về thêm 200 quản lý nguồn. Thì cách đây được một tuần thì em về 100 chiếc em quay cho các bác rồi đấy ạ. Thì hôm nay về tổng cộng là 200 chiếc. Nha, cái lượng thì lượng xưởng quản lý nguồn mà mình bán ra và phục bác anh em thì rất là nhiều. Và thông báo các bác thì nói đến các mẫu quản lý nguồn ở chung thị trường thì bên em bán rất đa dạng mã, gồm full các hãng cũng như một số cái model. Bản thân là model em nhập khẩu trực tiếp về, đó model mà có thể nói là huyền thoại và phục bác trong thời gian rất là dài 5-6 năm qua. Đó mẫu quản lý nguồn chính hãng MBS900 Pro. Thì đối với phiên bản này thì có phiên bản cả S700 đúng không nhá. S700 nó sẽ sử dụng một tầng lọc. Còn đây là phiên bản cực kỳ cao cấp và đây là phiên bản có thể là phiên bản chiến lược mà tại đơn vị Euro bán và phụ bác. Thì trước khi tham quan và phân tích thì báo cáo biết thì đây số lượng về hàng bác biết mỗi thùng là 5 chiếc này. Bác nhân lên cho Hiếu Minh. Đấy, tổng cộng là 200 chiếc. Và nói đến các model quản lý nguồn thì đây là model quản lý nguồn có tích hợp rất nhiều tính năng. Thứ nhất là vấn đề về bảo vệ thiết bị dàn cho bác, nếu thì các bác mua những bộ dàn tầm 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu hay 30 triệu, nói chung là dù bất kỳ bộ dàn ở phân khúc tầm bao nhiêu tiền, tài chính bao nhiêu thì quản lý nguồn là một thiết bị không thể thiếu được những bộ dàn gia đình, sự kiện hoặc phòng hát. Đấy. Vì quản lý nguồn nó sẽ đảm nhận vai trò là bảo vệ bộ dàn cho tình trạng như là chập điện, sét đánh. Và cái thứ hai nữa, từ những năm gọi là 2019 đầu 2020 nó đã bắt đầu tích hợp lọc nguồn rồi. Và như sang đầu 2021 năm 2021 thì đã bắt đầu tích hợp đến 3 tầng lọc rồi. Và hôm nay em Minh giới thiệu đến các bác và hiện tại những mẫu quản lý nguồn tại Euro 100% đều có lọc nguồn. Thì đây là mẫu quản lý nguồn cực kỳ cao cấp mà nếu các bác nhìn vào cái ruột này thì các bác phải, nếu mà các mua ở các model khác hay bất kỳ của thương hiệu nào thì các bác cũng phải bỏ ra với mức giá tiền nó giao khoảng 2,3 triệu đến 2,5 triệu một con này. Hoặc nó có thể gần 3 triệu một chiếc này. Và hôm nay em Minh xin phép báo giá cực kỳ tốt cho anh em với mẫu quản lý nguồn có tích hợp đến 3 tầng lọc với mức giá là 1.550.000 đồng. Giá này em bán là thực sự luôn các bác, là em không phải bán hòa hay lỗ mà em bán có lời, nhưng lời tí thôi, lời các bác được chút tiền bán để lấy tương tác cho các bác thôi. Còn các bác không có mua ở đâu có mức giá tốt như Hiếu Minh đang chào bán đây. Và em nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm chiến lược, nghĩa là cây kênh em không mất tiền quảng cáo ấy, thì có một số cái model sản phẩm là em bán gần như không lợi nhuận để phục vụ các bác. Thì đối với sản phẩm hàng quản lý nguồn bên em đang chào bán cũng như là review các bác đây là một quản lý nguồn cực kỳ cao cấp và chất lượng. Và cái điều đó thể hiện bằng cách đó là em bán cho các bác hàng đến tay các bác không phải cọc cạch gì cả. Các bác chốt đơn chỉ cho điện tên vị chỉ và em giao hàng tận nơi, nhận hàng mở cả lắp này ra nhé. Đây này, anh đang đỡ anh ấy thùng bò bò trên cái thùng ra tí. Đấy, các bác chỉ mở bóc tem ra thêm thoải mái, vì quản lý nguồn ấy bên em bán ấy muốn cái khẳng định về chất lượng nên là các bác xem ruột thoải mái nhá. Một con quản lý nguồn chất ý, thì không có gì phải giấu giếm cả, em muốn cái khẳng định với đây về giá cả, về chất lượng, nên chính vì vậy em rất tự tin vấn đề sản phẩm của bên em bán cũng như giới review đến tất cả các bác làm sản phẩm chiến lược tại đơn vị em. Thì một con quản lý nguồn chất thì bác nhìn vào đây này, thứ nhất có đây là sử dụng một cục lọc của Mexico nhé, cái dòng này lắp ra China, những cục lọc của nhập khẩu này của Mexico, và sử dụng hai tầng lọc nhé, hai tầng lọc, một tầng lọc của quận cảm như đồng này và hai tụ lọc đấy. Và các lưu ý, các bác để ý xem bác nào đang có quản lý nguồn nào, các bác để ý xem bác mở rồi thì quản lý nguồn của bác ra xem những quản lý nguồn chưa bác mua ấy. Quản lý nguồn chất thì thường thì bác nhìn các mối màu hàn thiếp nó rất là ngấu này, thấy không, rất là ngấu nhá, ngấu rất là ngấu, ý là cái ngấu đây nó nghĩa là nó hàn kín hết, nghĩa là độ chất rất chắc chắn luôn, từ cái chân linh kiện này rất chắc chắn luôn. Và những con linh kiện đây rất là sắc nét đấy, em zoom to ấy. Đấy, sắc nét chi tiết luôn nhá. Và đây là một cái công ty chuyên sản xuất quản lý nguồn cho rất nhiều hãng, như thì các mẫu quản lý nguồn nói chung thị trường âm thanh ấy thì đều xuất xứ là China thôi các bạn. Nó gọi nói thô hơn tí gọi là hàng OEM ấy. Bản thân đây cũng là hàng OEM, nhưng vấn đề nó là cái mức giá thành cực kỳ tốt rồi, hàng chính hãng nhập khẩu. Và có để khi mở ra thì cái công ty họ chuyên sản xuất quản lý nguồn thì đây ở thấy là phần các cả dây dợ đều bọc hết bác nhá. Bọc kín chụp luôn 100%. Đấy. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây, dây cam này không có điểm nào hàn hết, và rất là mối lấu đây, mối ở đây là mối dẫn bằng phíp ép đồng hai đầu và bắt ống ốc rất là chắc chắn luôn.
một sản phẩm chất lượng thì bác nhìn vào từ tất cả các phần kết nối của nó thôi, nó cực kỳ đã sắc nét và chất lượng rồi. Thì như thì quản lý nguồn nó tích hợp những bản như gọi là 2 năm nay như em bán, là nếu nó quản lý nguồn bác gọi gõ kênh là cái kênh em là kênh bán đầu tiên thị trường Việt Nam, và cũng là cái kênh truyền duy trì với rất nhiều mã, cũng là kênh đầu tiên bán đến quản lý nguồn có tích hợp lọc nguồn đầu tiên, bác có thể gõ ngay. Nên chính vì bán lâu năm như vậy, bản thân các đối tác như là cái bên đơn vị sản xuất quản lý nguồn này đưa ra mức giá rất là tốt, nên chính vì vậy em áp dụng về mức giá tốt luôn, bán giá lẻ rẻ như buôn, nhà có lời vài chục ngàn đồng để phục vụ bác anh em chơi. Và chính vì vậy nên em rất mong muốn những bác nào đang tìm hiểu có thể xem, có thể trải nghiệm. Vì sao? Vì sản phẩm em bán là không phải cọc cạch, giao tận nơi, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Thì em muốn mua bán một sản phẩm này, bác cái chất lượng rồi, có thể giới thiệu em, ủng hộ em một con đôi loa, con mic hay con đẩy gì đó. Đó là điều quan trọng cơ. Đấy. Và cái thứ hai nữa bác để thế này, là cái mẫu quản lý nguồn này tất cả chân lẫy bằng đồng 100% nhá. Nhíp đồng rất dày và có hai cái gạt có lẫy chống giật. Xin lỗi bác, đề điểm lẫy chống giật cho những trẻ con, mụ nhà nếu bị chọc vào đây nó bị giật ấy. Cái lẫy chống giật có kiểu có cái lẫy nhựa ở ngoài, giống như cái ổ điện của bác ấy. Và cơ chế cắm cổ quản lý nguồn thì rất cơ bản, rất đơn giản. Và nữa thì quản lý nguồn này tích hợp 3 tầng lọc rồi, và cái hai bên ngoài nó thì tích hợp gồm automat này, khí mềm tắt bật này, và khí mềm ấy tắt bật có thể quản lý từng thiết bị, từng cổng một đấy. Hoặc các bác có thể cho nhảy chế độ chung, tắt bật từng, đây là cái switch này, là nút tổng nhé bác nhé, rất dễ sử dụng. Để em nói sơ qua cho em hướng dẫn các bác. Đấy, đây là cái tắt bật chung này. Đấy. Hoặc các bác muốn không dùng cổng một bác tắt đi, để tắt rời cũng được. Mà theo chung thì nó sẽ có switch đây, tiến xoay cho anh cái quản lý nguồn đấy. Và mẫu quản lý nguồn này thì một quản lý chất lượng bác để ý, và sẽ màn hình LED nó rất là lớn nhá. Các mẫu thông thường chỉ màn hình to hoặc nhỏ như này thôi. Cái này màn hình rất là lớn, kính mềm này, automat tổng. Và cái lượng áp đây thì chịu đựng rất là lớn luôn các bạn ạ. Cái áp của nó rất là lớn, chịu đòn rất là lớn, nhíp bằng đồng 100%, dây nguồn liền lớn quá nhá. Dây nguồn liền lớn này. Và cơ chế cắm ở đây các bạn thấy là cơ chế ở đây nó lại ký hiệu là từ 8 đến 1 các nhá. Từ 8 đến 1 thì các bạn thấy này. Khi cắm vào đầu tiên những thiết bị nhỏ ấy là bác cắm cho đây. Cắm số 1 đầu tiên. Ví dụ như là tivi này, vang này, mic này, vang này, lâng gì đó, xong đẩy nha, đẩy bao giờ sẽ cắm cuối cùng. Và khi tắt sẽ tắt đẩy ngược lại nha, tắt sẽ tắt đẩy đầu tiên và về cơ chế nhỏ nha. Khi cắm thì bác sẽ cắm đôi thứ tự là thiết bị nhỏ sẽ cắm từ số 1 đầu tiên và thiết bị to cắm cuối cùng, và khi tắt sẽ tắt ngược lại. Và cái đặc điểm nữa đối với quản lý nguồn ấy thì bác biết rồi, thì nó sẽ đảm bảo cho bác là vấn đề là giảm sốc bộ dàn, đỡ tạo ra tiếng bụp vào loa. Cái thứ hai đỡ bị mát bộ dàn. Nha, rất nhiều tính năng này. Giảm sốc bục ra loa này, giảm mát bộ dàn này, giảm sôi xì bộ dàn ít này, vì nó lọc mùi nguồn giảm đi nhá, giảm đi này. Cái thứ hai là chống chập cháy, tình trạng chập cháy này, tình trạng sét đánh này. Cái thứ tư, cái thứ sáu nữa là tình trạng như là rú rít mic nó sẽ giảm đi. Tại vì sao lại có địa điểm đấy? Vì như thì cái giải tần hay giải tuyến hay cái đường tín hiệu nhiễu thôi, là cái đường mic mình cũng bị ảnh hưởng, suy hao hoặc nó bị biến đổi ấy, thì tạo ra cái vấn đề là hay bị rít mic. Thì vấn đề khi cắm qua một con lọc thì lọc nguồn này, thiết bị cắm hết qua con lọc nguồn này sẽ đảm bảo đỡ bị rú rít mic hơn. Cái này đã kiểm chứng, và cũng như các bác nào đã dùng bác thử mà xem. Bác không cho quản lý nguồn vào, cái quản lý nguồn mời bác vặn và vang lên một tí xem, là cái vép nó quản lý nguồn đỡ đi một ít luôn nhá, đỡ đi, vì nó tính năng lọc nguồn nó ổn định các tín hiệu dây dẫn, nó bị suy hao nó ổn định hơn. Đấy, rất nhiều công năng cho bác. Và hôm nay mình giới thiệu cũng như vẫn duy trì cái mức giá bình thường em mình bán ấy, trước đây bán quanh 1.7-1.8, nhưng đợt này em bán về nhập giá êm hơn thì em bán cho bác mức giá là 1.550.000. Tất nhiên là áp dụng thời điểm em về, thời điểm bây giờ đang là tháng 10/2023, có thể là Tết nó về đắt hơn thì em sẽ phải tăng giá lên được mấy chục nghìn nữa. Nhưng tùy đợt nào em về bán giá êm thì em sẽ bán êm. Nên là các bác thời điểm nào mua êm thì được bác ủng hộ, cũng là thời điểm sau cũng nó có thể đắt hơn được vài chục nghìn đồng do vận chuyển thuế má, thì anh em cũng phải thông cảm cho đấy các bác nhá. Và đối với sản phẩm này thì bác đi là sản mới tinh nguyên hộp. Ở đây bác có thể thấy này, nguyên hộp ấy nó ở đây một lớp hộp mà ke xốp hai đầu bác nhá, ke xốp hai đầu này, góc này và ke xốp mặt trên mặt dưới này, cực kỳ đảm bảo luôn các bạn. Đây là một quyển sách hướng dẫn cho bác nhé, thông số của nhà hãng này. Sách này cực kỳ chất lượng luôn, thực sự một sản phẩm chất lượng, nó đã khẳng định bằng uy tín rồi và bán rất là lâu năm nay. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em, và xin chào tất cả các bác nhé.